Hello, chào mừng các anh em đã quay trở lại với Thờ Ngọc Anime. Anh biết đấy, con người ta kể từ khi sinh ra đã chẳng được lựa chọn ngoại hình của mình và nó gần như sẽ đi cùng ta suốt cả cuộc đời. Nhưng sức mạnh thì có thể sở hữu không kén chọn ngoại hình có ra sao. Chính vì vậy mà không ít những nhân vật nhìn vẻ bề ngoài thì vô cùng yếu ớt, nhưng thực chất lại sở hữu sức mạnh đến áp đảo. Hôm nay hãy cùng với Thờ Ngọc Anime đến ngay với Top 10 Anime mới có main tưởng rằng sẽ yếu ớt nhưng lại mạnh không tưởng tượng được. Và sau khi xem xong top 10 anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem bộ anime nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. Số 10. Kumo desu ga nanika, thể loại phiêu lưu hài hước fantasy. Một ngày diễn ra bình thường như ở trường trung học khi mà các học sinh yên bình đi đến hoạt động hàng ngày của mình, cho đến khi một thảm họa chưa từng có xảy ra tại trường, giết chết mọi người sau khi nó xảy ra. Được hướng dẫn bởi những gì dường như là một phép màu, một số học sinh đủ may mắn để được đầu thai vào một thế giới khác với tư cách là quý tộc, hoàng tử và những người có xuất thân danh giá. Tuy nhiên, một cô gái không được may mắn như vậy được tái sinh thành một con nhện thuộc loại yếu nhất. Cô ấy ngay lập tức trải qua những khó khăn trong hoàn cảnh thảm khốc của mình. Dù vậy, cô vẫn phải cố gắng sống sót trước vô số những mối đe dọa gây nguy hiểm đến tính mạng của mình. Phát hiện ra rằng thế giới của mình có một hệ thống giống như là game nhập vai, cô ấy cố gắng hết sức để săn con mồi và đánh bại quái vật để lên cấp và tiến hóa. Khi cô ấy dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, cô hy vọng vào một ngày nào đó, những nỗ lực của cô ấy sẽ được đền đáp và cô sẽ được ban cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Số 9. Diệt Slam suốt 300 năm, tôi level max lúc nào chẳng hay, thể loại hài hước fantasy. Đột ngột chết vì làm việc quá sức, nữ nhân viên làm công ăn lương Azusa Aizawa nhận thấy mình đang ở trước một thiên thần, người cho phép cô tái sinh vào một thế giới mới với tư cách là một phù thủy trường sinh bất lão, nơi mà cô dành cả ngày để giết lũ Slam nhằm kiếm tiền cho một kỳ nghỉ vĩnh cửu. Nhưng ngay cả điểm kinh nghiệm tối thiểu từ Slam sẽ cộng dồn lại sau hàng trăm năm, và Azusa phát hiện ra rằng cô ấy đã vô tình đạt đến cấp độ tối đa. Lo sợ khả năng mạnh mẽ của mình sẽ thu hút công việc và buộc cô ấy quay trở lại lối sống làm việc quá sức, cô ấy quyết định che giấu sức mạnh của mình để duy trì lối sống yên bình. Bất chấp những nỗ lực của cô ấy, những câu chuyện về cấp độ tối đa, phù thủy cao nguyên lan rộng khắp vùng đất và một con rồng kiêu hãnh có tên là Raika xuất hiện để kiểm tra sức mạnh của bản thân cũng như phù thủy của cao nguyên. Mặc dù Azusa đánh bại và kết bạn với Raika, vấn đề nảy sinh khi cả bạn và thù đều tìm kiếm nữ phù thủy ao ước sống một cuộc sống yên bình. Số 8. Shaman King, thể loại hành động phiêu lưu hài hước siêu sức mạnh Shonen Shonen. Một trận chiến sắp bắt đầu ở Tokyo, cuộc chiến Shaman, một giải đấu được tổ chức 500 năm một lần, nơi mà các pháp sư, những người có thể chỉ huy các linh hồn đối đầu với nhau trong trận chiến. Người chiến thắng trong cuộc thi này trở thành vua pháp sư và là người duy nhất có thể liên lạc và điều khiển Great Spirit, cho phép họ hình thành lại thế giới theo ý muốn thông qua sức mạnh to lớn của nó. Trong một lần đi dạo vào đêm muộn, Manta Oyamada tình cờ gặp người bạn cùng lớp của mình, Yu Asakura vô tư, người đã mời anh đến ngắm sao với một số người bạn, người mà theo nỗi kinh hoàng của Manta, hóa ra lại là những linh hồn từ một nghĩa trang địa phương. Tuy nhiên, những kiến thức mà Manta sở hữu, giác quan thứ 6 hiếm có cho phép Manta nhìn thấy những linh hồn này, khiến cậu bé quý mến với Yu. Vì vậy, khi Yu phát hiện ra rằng đồng đội mới của mình đã bị đánh đập bởi một băng đảng địa phương, anh ấy quyết định trả thù cho cậu với sự giúp đỡ của Amidamaru, một hồn ma samurai bị phá vỡ lăng mộ bởi thủ lĩnh băng đảng. Ngay sau đó, Manta khám phá thêm về thế giới của các linh hồn, bao gồm cả cuộc chiến Shaman, trong đó có người bạn mới của anh ấy là Yu nhằm mục đích tuyên bố chiến thắng. We'll be right back.
Số 7. Eden Zero, thể loại hành động viễn tưởng phiêu lưu hài hước fantasy shonen. Tại vương quốc Grenbell, một công viên giải trí bị bỏ hoang, Shiki đã sống cả đời giữa những cỗ máy. Nhưng một ngày nọ, Rebecca và cô bạn mèo Happy xuất hiện trước cổng của công viên. Những người mới đến này, ít ai biết được rằng đây là lần đầu tiên con người tiếp xúc với Grenbell sau 100 năm. Khi Shiki tình cờ kết bạn với những người bạn mới, những người hàng xóm cũ của anh ấy khuấy động cơ hội cho một cuộc nổi loạn của người máy. Và khi quê hương cũ của anh ấy trở nên quá nguy hiểm, Shiki phải đi cùng với Rebecca và Happy trên con tàu vũ trụ của họ và trốn thoát vào vũ trụ vô biên. Vị trí số 6, 100 Men No Inochi No Ueni Ore wa Tateiru, thể loại hài hước game drama fantasy shonen. Yosuka Yusuke cùng với các bạn cùng lớp của mình Shin Douyu và Hakozaki Kusue đã được đưa đến một thế giới kỳ lạ và chưa được biết đến là nơi sinh sống của những sinh vật thần thoại. Ngay khi họ đến nơi, họ gặp một người tự xưng là Game Master, người sau đó giao cho họ một nhiệm vụ có giới hạn thời gian. Để hỗ trợ họ trong nhiệm vụ này, anh ấy cũng ban cho Shindo và Hakozaki các vai trò của pháp sư và một chiến binh, trong khi Yosuka ngẫu nhiên được giao cho vai trò của một nông dân. Đây là cách cuộc sống phiêu lưu bận rộn bắt đầu cho học sinh, giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ ngẫu nhiên cho một số giai đoạn trong thế giới tưởng tượng nếu họ muốn sống sót và bảo vệ thế giới thực khỏi ma quỷ và quái vật mà họ gặp phải. Số 5, Mushoku Tensei, Isekai Itada Honkidasu, thể loại drama phép thuật fantasy. Mặc dù bị bắt nạt, khinh miệt và áp bức trong suốt cuộc đời, một người đàn ông sống khép kín 34 tuổi vẫn tìm thấy quyết tâm để thực hiện một điều gì đó anh hùng, chỉ để nó kết thúc bằng một vụ tai nạn thảm khốc. Nhưng trong một sự xoay vần của số phận, anh ta thức tỉnh ở một thế giới khác với cái tên Rudeus Greyrat. Bắt đầu lại cuộc sống như một đứa trẻ được sinh ra bởi cha mẹ yêu thương. Bảo tồn ký ức và những kiến thức từ kiếp trước của mình, Rudeus nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Với tâm thế của một người trưởng thành, anh ấy bắt đầu thể hiện tài năng phép thuật vượt quá mọi sự mong đợi, rèn giũa những kỹ năng của mình với sự giúp đỡ của pháp sư có tên là Rossi. Rudeus học kiếm thuật từ cha mình, Paul, và gặp Sylvie, một cô gái bằng tuổi anh, người nhanh chóng trở thành bạn thân nhất của anh. Khi cơ hội thứ hai trong đời của Rudeus bắt đầu, anh ấy cố gắng tận dụng tối đa cơ hội mới trong khi chinh phục quá khứ đau buồn của mình. Và có lẽ một ngày nào đó, anh ấy có thể tìm ra thứ duy nhất mà anh ấy không thể tìm thấy trong thế giới cũ, tình yêu. Jujutsu Kaisen, thể loại hành động ác quỷ fantasy shonen siêu nhân. Thích thú với những hoạt động huyền bí vô căn cứ với câu lạc bộ huyền bí, cậu học sinh trung học Yuji Itadori dành cả ngày ở phòng câu lạc bộ hoặc bệnh viện, nơi mà cậu đến thăm người ông nằm liệt giường của mình. Tuy nhiên, lối sống nhàn nhã này sớm trở nên kỳ lạ khi mà anh ấy vô tình gặp phải một món đồ bị nguyền rủa, gây ra một chuỗi các sự kiện siêu nhân. Yuji đột ngột thấy mình bị đẩy vào thế giới của lời nguyền. Những sinh vật đáng sợ được hình thành từ ác tâm và tiêu cực của con người. Sau khi nuốt món đồ nói trên, được tiết lộ là một ngón tay của quỷ Sukuna Ryomen, vua của những lời nguyền. Yuji tận mắt trải nghiệm mối đe dọa mà những lời nguyền này gây ra cho xã hội khi mà cậu ấy khám phá ra sức mạnh mới của mình. Được giới thiệu đến trường trung học kỹ thuật Jujutsu thủ đô Tokyo, anh bắt đầu đi xuống con đường mà từ đó anh không thể nào quay trở lại, con đường của một phù thủy Jujutsu.
Số 3, Kaifuku Zusuchi no Yarinashi, thể loại Eci Fantasy. Khi Keiyaru có được sức mạnh của mình như một anh hùng chuyên chữa trị mọi vết thương, bất kể mức độ nghiêm trọng, có vẻ như anh ấy sẽ đi trên con đường dẫn đến một tương lai vĩ đại. Nhưng những gì chờ đợi anh ta thay vào đó là sự đau đớn lớn. Anh ta phải chịu đựng nhiều năm tra tấn và lạm dụng địa ngục dường như vô tận. Kỹ năng chữa bệnh của Keiyaru cho phép anh ta bí mật thu thập ký ức và khả năng của những người mà anh ta chữa trị, dần dần khiến anh ta trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nhưng khi anh phát huy hết khả năng của mình thì đã quá muộn, anh ấy đã mất tất cả. Quyết tâm đưa cuộc sống của mình trở lại đúng hướng, Keiyaru quyết định tung ra một câu thần chú chữa bệnh mạnh mẽ khiến toàn bộ thế giới quay trở lại thời điểm trước khi anh ta bắt đầu chịu số phận khủng khiếp của mình. Được trang bị về nỗi thống khổ trong quá khứ của mình, anh ấy sẽ làm lại mọi thứ để thực hiện một mục đích mới, để trả thù chính xác những kẻ đã tước đi tương lai của anh. Số 2, Oredake Hireru Kakushi Dungeon, thể loại hành động phiêu lưu harem Echi Fantasy. Bất chấp danh hiệu cao quý của mình, Norstaga lại ở dưới cùng của hệ thống phân cấp xã hội. Vì điều này, các quý tộc khác đã áp bức anh và đối xử với anh như rác. Tuy nhiên, anh sở hữu một khả năng hiếm có nhưng mạnh mẽ để giao tiếp với Great Set, một nhà tiên tri cho Nor câu trả lời cho tất cả mọi thứ. Sau khi không đảm bảo được công việc thủ thư, nó quyết định gia nhập học viện anh hùng. Anh ấy biết mình phải trở nên mạnh mẽ hơn để vào viện. The Great Sage khuyên anh ta nên khám phá một hầm ngục ẩn sâu trong núi. Ở đó, nó gặp Olivia Servant, một thiếu nữ xinh đẹp đầy mê hoặc nhưng bị mắc kẹt trong mê cung. Olivia ban tặng cho nó một bộ kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ, giúp anh ta kiểm soát gần như hoàn toàn thực tế. Đương nhiên, có một vấn đề mỗi khi nó cố gắng sử dụng sức mạnh của mình, điểm sinh mệnh của anh ta giảm xuống, khiến tính mạng của anh gặp nguy hiểm. Để bổ sung năng lượng, anh ta phải nhượng bộ những thú vui trần tục, chẳng hạn như hôn người bạn thời thơ ấu của mình. Với sức mạnh mới tìm thấy của mình, nó bắt đầu một cuộc hành trình với tư cách là một học sinh trong học viện anh hùng, gặp gỡ những người quen mới và giúp họ vượt qua những tình huống thảm khốc ở phía trước. Một, Kemono Zihen, thể loại hành động huyền bí ác quỷ siêu nhiên shonen. Kohachi Inugami, một thám tử chuyên về những điều huyền bí, đến một ngôi làng hẻo lánh ở vùng nông thôn Nhật Bản. Được một bà chủ quán trọ địa phương giao cho nhiệm vụ điều tra một chuỗi các vụ việc liên quan đến xác chết gia súc bị thối rữa và bị cắt xén xuất hiện mà dường như không có lý do. Trong khi khảo sát, Inugami để ý thấy một cậu bé kỳ lạ đang làm việc trên cánh đồng. Bị bạn bè đồng trang lứa của mình trốn tránh và gọi cậu ta là Dorotabo vì mùi hôi thối của mình. Người nông dân trẻ tuổi này rất ngạc nhiên khi mà có người quan tâm đến mình. Inugami bị kích thích bởi sự tò mò và nhờ Dorotabo giúp anh ta điều tra, bất chấp những cái nhìn khinh bỉ từ dân làng. Dorotabo không hề hay biết cuộc điều tra này sẽ hé lộ một thế giới mới lạ lùng đối với anh. Một trong những thực thể giống quái thú được biết đến với cái tên Kemono tồn tại song song với con người, cùng với mục đích mới cho cuộc sống trống rỗng trước đây của anh. Trên đây là top 10 anime mới có comment tưởng rằng sẽ yếu ớt nhưng lại mạnh không tưởng tượng được mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đi nữa thì nếu hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để được xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!